Kính thưa quý vị, cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản văn hóa, thì ẩm thực là lợi thế của du lịch Việt Nam. Quảng bá du lịch bằng ẩm thực được các chuyên gia đánh giá là cách quảng bá nhanh và hiệu quả hình ảnh của một đất nước về và một nền văn hóa. Và với tinh thần đó thì thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các hoạt động ẩm thực thường niên như liên hoan ẩm thực đất phương Nam, liên hoan món ngon các nước, lễ hội trái cây Nam Bộ vân vân, và từng bước phát huy lợi thế của giá trị ẩm thực trong phát triển du lịch. Và xoay quanh vấn đề phát huy giá trị ẩm thực Việt Nam trong việc định hình và phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lã Quốc Khánh, là phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Rất cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của FBC ngày hôm nay. Thưa ông, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng phát triển giá trị ẩm thực Việt trở thành một mũi nhọn để phát triển du lịch của thành phố. Vậy thì theo ông, thành phố có những cái lợi thế gì về ẩm thực để đưa cái ẩm thực trở thành một cái mũi nhọn trong phát triển du lịch ạ? Cái sự năng động của tại Thành phố Hồ Chí Minh nó chứng minh đó là một cái điểm đến mà cái sự giao thoa của các cái nền văn hóa cả Đông cả Tây. Trong đó cái phần giá trị ẩm thực hiện nay ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một trong cái điểm nhấn. Ví dụ như là hiện nay bánh mì Sài Gòn. Bánh mì thịt Sài Gòn hiện nay là rõ ràng là đầu tiên nó từ một cái du nhập về tại thành phố. Nhưng mà khi mà chúng ta phát huy và phát triển nó lên thì hiện nay nó trở thành một cái món ăn rất là bình dân, rất là có thể bất cứ có thể gặp ở đâu. Ẩm thực đường phố cũng có. Đi vào những cái món ăn mà cao cấp hơn, chúng ta cũng vẫn có bánh mì. Và đến bây giờ, cái bánh mì thịt Sài Gòn trở thành một trong những cái món ăn thú vị của tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì trong cái 100 cái điều thú vị ở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bánh mì thịt Sài Gòn đang trở thành một trong những cái mà hiện nay những cái thị trường như mà thị trường ở Trung Quốc hiện nay người ta đang quan tâm đến cái bánh mì Sài Gòn. Và chúng tôi biết có những cái doanh nghiệp người ta đang phát triển rất tốt về cái việc là xuất khẩu cái thịt, các cái loại mà để mình chế biến thành cái bánh mì và bán ở ngay tại ở một cái điểm đến khác. Thế điều đó để chứng minh rằng là nếu chúng ta có thể phát huy và phát triển tốt các cái giá trị văn hóa ẩm thực thì chính cái sản phẩm du lịch của chúng ta sẽ được xây dựng và hình thành ngay từ các cái giá trị văn hóa trong cuộc đời thường. Và làm tốt được cái việc đấy, đó là nhiệm vụ của cái ngành du lịch của chúng ta. Thưa ông, thì thành phố có những cái chiến lược gì để phát triển tối đa những cái giá trị của ẩm thực ạ? Đối với điểm đến du lịch thì một trong những cái người ta trông đợi đầu tiên là ngoài cái cảnh quan, cái văn hóa ở đấy thì một trong những cái đó là được thưởng thức cái ẩm thực. Các cái hương vị đặc biệt, các cái món ăn hay, hấp dẫn ở một cái điểm đến bao giờ cũng đem lại cho người ta một cái cảm giác. Hoặc là nói cách khác hơn nữa là khi được thưởng thức một cái món ăn ngon thì chắc chắn cái hương vị nó sẽ lan tỏa, nó sẽ làm cho chính cái du khách người ta cảm nhận rằng là mình hiểu biết, mình chia sẻ với cái điểm đến, cái văn hóa ở tại đó. Thế chính vì vậy cho nên là cái ẩm thực ở tại Thành phố Hồ Chí Minh gần đây chúng ta đang phát triển từ khoảng 15 năm nay. Các cái hoạt động là chúng ta bằng cách là chúng ta không chỉ là bảo tồn mà chúng ta còn giới thiệu, rồi từ ở trên cơ sở đó phát huy và đến bây giờ chúng ta còn có cái phát triển. Như vậy là từ những cái bước đi ở cái chỗ là chúng ta bảo tồn này, rồi chúng ta phát huy này, bây giờ là chúng ta phát triển. Thì cái giá trị văn hóa ẩm thực ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại cho một cái sức hấp dẫn của cái điểm đến của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đang gắn với cái việc là lấy cái ẩm thực ở tại Thành phố Hồ Chí Minh để gắn với cái thương hiệu của thành phố. Thưa ông, như ông đề cập thì chúng ta có một cái giai đoạn bảo tồn những cái giá trị ẩm thực truyền thống, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta phát huy những cái giá trị của ẩm thực Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một cái mũi nhọn trong phát triển du lịch của thành phố. Vậy thì so với những cái thành phố khác trong khu vực, liệu Thành phố Hồ Chí Minh có đi sau trong việc biến ẩm thực trở thành một thế mạnh du lịch hay không ạ? Chúng ta phải nói rằng là nhận thức một cách chính xác hơn ấy, thì phát triển cái giá trị văn hóa ẩm thực ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là có sớm nhất trong cả nước. Những cái giá trị chẳng hạn như khi chúng ta phát huy các cái sự kiện về khẩn hoang, ẩm thực khẩn hoang Nam Bộ là cách đây là khoảng 18 năm rồi. Lúc ấy chúng ta đã làm đầu tiên ở tại Bình Quới. Đấy, năm 1999 khi chúng ta kỷ niệm là đến lần thứ 301 của cái Thành phố Hồ Chí Minh
thì lúc ấy chúng ta làm cái liên hoan ẩm thực đất phương Nam. Mà ngay sau khi mà chúng ta làm cái cuộc ẩm thực đấy thì hiện nay chúng ta có hàng trăm cái làng nướng gọi là đất phương Nam. Thế có thể nói rằng là cái thành phố Hồ Chí Minh là chúng ta là phát huy cái giá trị ẩm thực ngay trong cái đời thường là từ rất lâu rồi. Tuy nhiên có cái cách làm của chúng ta lúc đó thì cái thương hiệu nó lại được gắn với những cái việc sự thành công của các cái sự kiện, của các cái giá trị, các liên hoan ẩm thực. Rồi chúng tôi có cái đất phương Nam này, và chúng ta còn có một cái liên hoan ẩm thực cách đây là chúng ta đã làm được 10 năm ấy. Đó là cái liên hoan ẩm thực món ngon các nước. Đây là một cái hoạt động để nó thể hiện là phát triển, không chỉ là phát huy mà còn phát triển. Đó là cái sự giao thoa giữa ẩm thực phương Đông, phương Tây. Thế rồi chúng ta đã mời được và thu hút được rất nhiều các cái ẩm thực của quốc tế. Và chính cái việc đấy thì người ta thể hiện rằng thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cái đất lành chim đậu. Đây chính là cái nơi giao thoa, phát huy và phát triển được các cái giá trị văn hóa ẩm thực. Và thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu để giới thiệu cái việc là các cái món ăn tiêu biểu gắn liền với cái thương hiệu quốc gia. Thưa ông, văn hóa ẩm thực của thành phố Hồ Chí Minh thì gắn với ẩm thực của đường phố. Vậy thì trong cái chiến lược phát triển cái giá trị văn hóa ẩm thực của thành phố Hồ Chí Minh sắp tới thì ẩm thực đường phố sẽ được định hình phát triển như thế nào, thưa ông ạ? Hiện nay là trong khi chúng ta đang phát huy cái giá trị văn hóa ẩm thực thì chúng ta phải phát huy được cả những cái văn hóa ẩm thực với các cái giá trị của các cái món ăn mà nó bình dân, nó ở trong đời thường. Cái giới thiệu hiện nay là vì chúng ta đang đề cập đến một cái việc mà đất nước ta đang mong muốn. Một là chúng ta đang xây dựng một cái văn minh ở trong cái đường phố để làm sao được thể hiện được cái sự thân thiện, có cái sự cởi mở, có sự thân thiện nhưng phải là văn minh. Thế thì chúng ta đang lập lại được những cái trật tự ở trong vỉa hè. Chúng ta lại phải đưa được ra được cái vừa giới thiệu được ẩm thực đường phố nhưng vẫn giữ được cái văn minh của đô thị. Và chính vì vậy lần này khi mà chúng tôi giới thiệu các cái ẩm thực đường phố là một là chúng ta đang đề cập đến để triển khai theo cái thực hiện của cái chúng ta, đó là giới thiệu được các cái ẩm thực đường phố nó rất tiện lợi, nó đang được quan tâm của các cái du khách trẻ nhưng đồng thời nó cũng phải thể hiện được cái sự an toàn và văn minh đối với cái đô thị. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.